MG08. Một chiếc máy bay giá rẻ, sải 80 dành cho anh em newber bay. Đấy, cấu hình chỉ cần 3 sạc vô. Đây 3 sạc vô đúng không nhỉ? Không cần lái kinh Đức cũng được. Motor bay 1225 kW, cánh 86, bay bao lốc. Đấy, pin 22.000 mAh. Này cứng rồi, bay không bị dẻo cánh, bay phê hết á. Quá ngon, nó sán ảo quá trời trời. Sán thử nào. Pilot Tuấn Hạ. Ra lên đi. Ui, bay lên vòng nữa. Ăn cho gió đi. Rồi cua đi. Cứ giữ ga.